tượng Phật quá nhiều. Câu hỏi của Liễu Nghĩa Hỏi Kính thưa Thầy, chùa nào cũng có rất nhiều tượng Phật. Phía trước là thờ Tam Thế Chư Phật, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Kế, Ngọc Hoàng, Nam Tào, Bắc Đẩu, cho đến Đức Phật Thích Ca Đảng Sanh. Hai bên là ông Thiện và ông Ác. Đối diện trước chánh điện là tượng hộ Pháp. Phía trước chánh điện là bàn thờ tiêu diện đại sĩ cô hồn các đảng và bộ xương đầu ông cọp bên tả chùa thờ quan thánh đế quân năm vị vua diêm vương quan âm thị kính bên hữu thờ bà lê sơn thánh mẫu hay bà chúa tiên chúa xứ kế đó là năm vị vua diêm vương tức là thập điện diêm vương Phật mẫu chuẩn đề 18 tay. Thường bàn thờ quan thánh đế quân, nhân dân thường mang gà luộc hoặc thịt heo quay vào cúng. Thờ cúng như vậy có đúng không thưa thầy? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con được rõ. Đáp. Một ngôi chùa đúng đắn của Phật giáo thì chỉ có thờ một đức Phật duy nhất, đó là đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni vì ngài là người đứng đầu tôn giáo phật giáo còn tất cả những việc phật khác đang được thờ cúng trong chùa là do các tổ tưởng tượng ra truyền bá đạo phật nói cho đúng hơn trên đường truyền bá các tổ đã bị ảnh hưởng của ngoại đạo và đã lượm những đức phật thần thánh này của dân gian lôi lên bàn thờ để làm vui lòng những người dân địa phương nhờ thế mà họ mới cúng dường các tổ truyền đạo vì danh vì lợi nên các ngài tiếp nhận tất cả mọi sự mê tín dân gian và các tôn giáo khác. Thế là Phật giáo chân chánh trở thành Phật giáo hỗn tạp đa thần, đa pháp môn, bỏ mất nguồn gốc Phật giáo chân chánh. Còn Phật giáo chân chánh thì xả bỏ danh và lợi và bỏ tất cả, chỉ còn ba y một bát, đời sống tinh an bữa đói bữa no thật là vất vả các tổ theo phật giáo chân chánh không chịu nổi cho nên các ngài bẻ vùng giới để mà sống phạm giới để hòa hợp với dân gian với mọi sự mê tín cúng bái tế lễ cầu siêu cầu an vân vân giết chúng sanh tế lễ và các tôn giáo khác để dễ bề lừa đảo mọi người và lường gạt tín đồ cho nên sau khi đức phật tịch những người đệ tử tu chứng thì vào núi rừng ẩn bóng rồi tịch mất. Còn lại, những đệ tử tu hành chưa chứng thì tâm danh lợi tham đắm còn nhiều, nên phân làm nhiều bộ phái như chúng tôi đã nói ở trên, chiếm lãnh một giáo đoàn rồi tự do phát triển mọi thủ thuật điêu ngoa, tạo trá, lừa đảo bằng lối lý luận theo kiểu 62 luận chấp của ngoại đạo để tạo danh tạo lợi từ đó kinh sách phát triển viết ra rất nhiều cuốn sách cuốn sách nào cũng lý luận trên mây xanh mà tu hành chẳng ra gì chỉ có xây dựng chùa to phật lớn những ngôi tháp vĩ đại tu sĩ ăn uống ngủ nghỉ sống như một ông quan to đi ra thì có tiền hô hậu ủng xe cộ rầm rộ tu sĩ hiện giờ thì giàu có hàng tỷ bạc, trong lúc dân chúng tín đồ quá nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, dành dụm đồng nào thì đem cúng chùa để được phước, để được siêu thoát, chỉ nuôi hy vọng như vậy mà bị kẻ khác lừa đảo một cách rất đáng thương. Cúng dường xây chùa, đúc chuông, tạc tượng Phật, xây tháp và cúng dường chư tăng sẽ được phước báo vô lượng nhờ lời tính gạt này mà chùa nào chùa nấy đều xây dựng hàng tỷ bạc biến cảnh tu hành thành nơi thắng cảnh du ngoạn của mọi người trong chùa thờ phật càng nhiều thì thu lợi càng to mỗi tượng phật cũng một đồng mười tượng cũng mười 10 đồng một trăm tượng cũng một trăm đồng vì tư lợi như vậy nên chùa nào cũng thờ phật rất nhiều đó là hình thức làm tiền người dân mê tín cứ nghĩ rằng mình cúng và lạy nhiều tượng phật là nhờ nhiều ông phật phò hộ thì tai qua nạn khỏi dễ dàng hơn cho nên thấy tượng nào cũng thắp hương lễ bái còn cúng và lạy có một ông thì được sự phù hộ ít và có thể tai nạn đến lợi dụng sự mê tín mà các chùa để thật nhiều hình tượng nhất là chùa có ống thẻ sinh xăm sóc quẻ cúng sao giải hạn thì phật tử lại cúng càng nhiều nói một cách khác chùa thờ nhiều tượng phật là có mục đích tạo sự mê tín để lừa đảo lường gạt tín đồ cúng bái nhiều nhưng chính sự thờ phượng này quý thầy trong các chùa cũng không hiểu đó là sự mê tín sự lừa đảo mà chỉ biết xưa thầy tổ bày nay quý thầy chỉ biết làm theo tổ tổ tương truyền chứ quý thầy không ý thức rằng việc làm của mình là mê tín là lừa đảo tín đồ các thầy cũng tin tưởng mê tín như các phật tử khác tin rằng có chư phật bồ tát gia hộ tin rằng có linh hồn có phật tánh có thế giới siêu hình có thần thánh tiên phật chư bồ tát ma quỷ tin rằng có cõi địa ngục, thiên đàng, cực lạc, niết bàn và các cõi Phật, có mười phương chư Phật, có chư Bồ Tát, vô lượng vô biên vân vân. Tất cả mọi người không riêng gì tín đồ Phật giáo đang sống trong tưởng thức. Còn quý thầy là những người tu sĩ phải giữ gìn giới luật nhưng lại không giữ gìn giới luật. Vì thế nên sống trong tưởng thức như những người khác cho nên hiện giờ họ chẳng biết giới luật là gì cứ dựa theo lời dạy của các tổ rồi quý thầy truyền dạy lại sự mê tín cho nhau cho tín đồ vì thế quý thầy không bị tội lừa đảo lường gạt người khác vì thầy tổ dạy sao thì cứ dạy lại cho người khác như vậy không dám thêm bớt một lời nào thật đáng thương một người mù dẫn đám người mù cùng đi, rồi mỗi người mù trong đám người mù đó lại dẫn đám người mù khác cùng đi. Cứ như thế mà nhân lên mãi từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này đến thế hệ khác đều đi sai đường lạc nẻo. Cuối cùng không có một người nào sáng mắt, toàn là mù, vì mù nên phải sóc thẻ làm thầy mù.